Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem chuyên mục Gia Lai 48 giờ của báo Gia Lai Điện Tử. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung sau. Khởi tố vụ khai thác rừng trái phép tại xã Sơ Bay. Gia Lai và Bạc Liêu kết nối cung cầu hàng hóa. Tiếp nhận 27 máy vi tính từ cộng đồng Ấn Độ khu vực phía Nam Việt Nam trao tặng học sinh Gia Lai. Gia Lai đứng đầu khu vực Tây Nguyên về số ca tử vong do bệnh dạy 220 học viên tập huấn về thể dục thể thao, đề nghị khẩn trương cưỡng chế biệt phủ trái phép ở chữ Á. Kính thưa quý vị, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Cờ Bang Vũ Quang Sáng xác nhận vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản tại xã Sơ Pai, huyện Cờ Bang. Cụ thể, căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được của vụ vi phạm khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại Lô 11, 34 khoảng 2, lô 10, 35, 38 khoảng 4, lô 42123 21, 23, khoảng 5, lô 626 26 khoảng 8 của tiểu khu 114 và lô 12 khoảng 3 của tiểu khu 118 thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên Lâm nghiệp Sơ Bài. Chiều ngày 14 tháng 3, Hạt Kiểm Lâm huyện Cờ Bang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại xã Sơ Bài. Trước đó, Bảo Gia Lai đã phản ánh tại tiểu khu 114 và 118 thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Sơ Bai quản lý, có 16 cây gỗ xoay, cho chỉ, dễ, bơi lơi, gội đỏ, có đường kính gốc 30 đến 80 cm bị đốn hạ trái phép. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Ba Nguyễn Văn Dũng đã kiểm tra thực tế hiện trường, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi khai thác lâm sản trái phép tại lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Sơ Ba quản lý và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 13 tháng 3 tại thành phố Pleiku đã diễn ra hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Bạc Liêu năm 2023 với sự tham gia của một số doanh nghiệp hợp tác xã, hộ sản xuất tham gia kết nối Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương tỉnh Gia Lai và Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa thông qua hoạt động kết nối giao thương giữa hai địa phương, qua đó phát huy lợi thế khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần phát triển ngành công thương nói riêng và kinh tế xã hội nói chung của hai địa phương. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai và lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng máy tính của cộng đồng Ấn Độ khu vực phía Nam Việt Nam cho chương trình Sống và Máy tính cho em. Tại buổi lễ, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lê Duy Đình đã đại diện cho học sinh Gia Lai tiếp nhận bản tượng trưng trao tặng 27 máy vi tính trị giá trên 383,2 triệu đồng từ Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Madan Mohan Sethi và Chủ tịch Indram Rai Gupta, đồng thời cảm ơn tấm lòng nhân ái chia sẻ của cộng đồng người Ấn Độ tại khu vực phía Nam Việt Nam dành cho ngành giáo dục Gia Lai. Chiều ngày 13 tháng 3, đoàn công tác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên Chi cục Thú y vùng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Chịp Bơn, huyện Chư Sê về công tác phòng chống bệnh dạy trên địa bàn. Giai đoạn 2015-2022, Gia Lai ghi nhận 33 trường hợp tử vong do bệnh dạy. Riêng năm 2022, Gia Lai ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dạy và từ đầu năm 2023 đến nay ghi nhận 3 trường hợp tử vong. Gia Lai có số ca tử vong do bệnh dạy thuộc tốc đầu cả nước và đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Đa phần các trường hợp tử vong sau khi bị chó cắn không đi tiêm phòng. Có trường hợp bị chó cắn hơn một năm mới biểu hiện bệnh. Sáng ngày 13 tháng 3 tại thành phố Pleiku, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Tổng cục Thể dục Thể thao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho công chức, viên chức và công tác viên thể dục thể thao cơ sở theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Lớp tập huấn là dịp để các học viên trong tỉnh giao lưu học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn vướng mắt trong công tác phát triển thể dục thể thao ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao của đơn vị địa phương trong thời gian tới. Bạn tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Mới đây, ông Võ Phúc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Chư Á chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức cưỡng chế phá dỡ biệt phủ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Chư Á khẩn trương thi hành quyết định ngày 5 tháng 12 năm 2022 về việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nội dung buộc phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trên diện tích 1.353 m2 và khôi phục lại tình trạng ban đầu biệt phủ do ông Nguyễn Tuấn Khanh, 47 tuổi, ngủ tại tổ 7 phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở đường Nguyễn Bá Lại, thuộc làng Tu Gá, xã Chư Á, thành phố Pleiku. Ủy ban nhân dân xã Chư Á báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố qua phòng tài nguyên và môi trường trước ngày 31 tháng 3, đồng thời đề nghị đảng ủy xã Chư Á theo dõi, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện, phòng tài nguyên và môi trường theo dõi đôn đốc tăng cường công tác hướng dẫn thực hiện. Đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc chuyên mục Gia Lai 48 giờ của báo Gia Lai Điện Tử. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.